ngay bây giờ xin được chào đón sự xuất hiện của Executive Diamond Kevin Lee đến từ Amway Malaysia. Vài năm trước. Xin chào. Chào buổi tối, chào các bạn dù bạn đang theo dõi từ đâu. Xin gửi lời chào tới lãnh đạo Amway Việt Nam và tất cả những ai đang theo dõi chương trình tối nay. Tên tôi là Kevin và vợ tôi là Lishan. Chúng tôi là Executive Diamond đến từ Malaysia. Cảm ơn bà giám đốc Amway Việt Nam đã mời tôi đến chia sẻ câu chuyện với Việt Nam, vùng đất của rồng tiên. Mặc dù tôi không thể bắt tay với các bạn, nhưng tôi hy vọng câu chuyện của tôi có thể chạm đến bạn và truyền cảm hứng cho bạn. Dù cho chỉ có một người trong số hàng nghìn, hàng vạn người đang theo dõi, nếu bạn cảm thấy cuộc sống của bạn được truyền cảm hứng từ những chia sẻ của tôi cảm thấy rằng mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của một người lãnh đạo. Và một chút giới thiệu về tôi. Vợ chồng tôi không sinh ra trong những gia đình quyền quý hay giàu có. Trên thực tế, chúng tôi sinh ra trong một gia đình rất khiêm tốn và giản dị. Gia đình cô ấy rất nghèo nên cô ấy phải vừa đi làm vừa học bán thời gian để hoàn thành chương trình học kế toán. Đối với tôi, ước mơ của tôi là được học tại MIT ở Mỹ. Nhưng gia đình tôi quá nghèo, bố mẹ tôi không đủ khả năng để đưa tôi ra nước ngoài học. Tôi đã phải vay một khoản tiền để hoàn thành bằng kỹ sư hóa học tại một trường đại học địa phương. Giống như hầu hết các môi trường học tập khác, chúng ta đã được dạy phải học chăm chỉ ở trường, đạt điểm cao, tìm một công việc tốt và thăng cấp bậc trong công ty, và sau đó về hưu trong sự giàu có. Đó là kế hoạch của tôi trước khi kinh doanh Amway. Nhưng một cuốn sách đã thay đổi cuộc đời tôi. Năm 21 tuổi, khi tôi còn đang học đại học, một người bạn đã giới thiệu tôi nên đọc cuốn sách này. Tác giả của cuốn sách này, Robert Kiyosaki, đã về hưu khi giàu có ở tuổi 40. Tôi đã được truyền cảm hứng rất nhiều từ câu chuyện của anh ấy, và chính thành công của anh ấy mà tôi bắt đầu mơ ước rằng một ngày nào đó tôi có thể nghỉ hưu vào năm 30 tuổi. Tôi bắt đầu nói với tất cả các bạn cùng lớp rằng tôi muốn nghỉ hưu vào năm 30 tuổi, nhưng mọi người cười nhạo tôi vì tôi quá ngây thơ. Và vì ước mơ này, tôi đã làm việc rất chăm chỉ công việc của mình, nhưng đến khi tôi gần 20 tuổi, nhìn vào số tiền tiết kiệm của mình và tôi nhận ra không có cách nào tôi có thể nghỉ hưu ở tuổi 30. Tôi lại cầm cuốn sách này lên và đọc lại, nhưng lần này tôi tìm kiếm sự thay đổi và tôi đã tìm thấy câu trả lời trong ngành kinh doanh trực tiếp. Lúc này tôi nhận ra một điều, tất cả những người thành công đều làm việc chăm chỉ trong cuộc sống của họ, nhưng không phải ai làm việc chăm chỉ cũng sẽ thành công. Lý do là gì? Đó là do sự lựa chọn của họ. Nếu chúng ta đặt lựa chọn trước nỗ lực của chúng ta sẽ hữu ích. Nhưng nếu chúng ta đặt nỗ lực trước sự lựa chọn, nỗ lực của chúng ta sẽ trở nên vô ích. Vì vậy, sự lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực. Tôi đã tin tưởng vào công việc của ngành kinh doanh trực tiếp và tôi bắt đầu tìm kiếm một công ty về ngành kinh doanh trực tiếp để tham gia. Tôi biết một người bạn trong một công ty về ngành kinh doanh trực tiếp, nhưng không phải Amway. Và tôi đã gọi cho anh ấy và bày tỏ muốn được gặp để hiểu hơn về công việc của anh ấy. Nhưng anh ấy không tin tôi và tất nhiên từ chối lời hẹn gặp mặt. Không lâu sau, tôi gặp lại người bạn cấp 2 tưởng chừng như đã mất liên lạc từ lâu. Đó là Double Diamond Cocktail. Anh ấy đã cho tôi thấy cơ hội kinh doanh Amway. Không cần phải giải thích nhiều, tôi đã tham gia ngay lập tức. Tôi rất biết ơn và cảm ơn người bạn của mình, cũng là người tuyến trên của tôi, những người đã tin tưởng và chỉ đường cho chúng tôi. Tuyến trên của tôi không giải thích rõ về công việc kinh doanh, nhưng tôi vẫn tham gia vì tôi đang tìm kiếm một cách nghiêm túc. Tại sao tôi không tham gia một công ty về ngành kinh doanh trực tiếp ở 21 tuổi khi tôi đọc cuốn sách lần đầu tiên? Bởi vì tôi chỉ nhìn thấy bề nổi. Vì vậy, tôi có một câu hỏi dành cho tất cả các bạn đang theo dõi. Dù bạn là người mới hay bạn đã kinh doanh ngành này lâu năm, bạn đang chỉ nhìn bề nổi hay bạn đang nghiêm túc tìm kiếm sâu bên trong? Đó là câu hỏi bạn phải tự hỏi mình. Khi tôi được cho cơ hội kinh doanh lần đầu tiên, tôi có hai sự lựa chọn. Tôi có thể chọn tin tưởng hoặc hoài nghi về công việc này. Tôi đã tham dự một sự kiện lớn với hàng nghìn người và tôi thấy mọi người từ mọi tầng lớp xã hội đều trở nên thành công trong công việc kinh doanh này và tôi bắt đầu tự hỏi bản thân, tại sao không phải tôi? Có thể là tôi không? Tôi có thể thành công trong kinh doanh này không? Sau sự kiện đó, tôi chọn tin tưởng vào những điều mà tôi đã thấy. Các bạn thân mến, lời khuyên của tôi dành cho bạn là nếu ai đó trao cho bạn một cơ hội tuyệt vời nhưng bạn không chắc mình có thể làm được thì hãy nhận cơ hội đó, sau đó học cách làm sâu. Tôi bắt đầu kinh doanh Amway khi đã 35 tuổi. Mọi người đều nói rằng đã quá muộn để gia nhập Amway.
Bạn nên gia nhập một công ty mới. Nhưng hãy nhìn vào bức ảnh này. Mặc dù đội ngũ lãnh đạo các tuyến trên của tôi có hơn 30 năm kinh nghiệm với Amway, nhưng tôi vẫn có cơ hội thành công ngang họ. Mặc dù tôi khởi nghiệp muộn hơn họ 30 năm, tôi thậm chí có thể vượt qua các tuyến trên của mình vì thị trường vẫn còn rất mới và rất tiềm năng. Cơ hội Amway tại Việt Nam thậm chí còn lớn hơn. Việt Nam các bạn có dân số đông hơn Malaysia và Amway chỉ mới có 15 năm tuổi tại thị trường Việt Nam. Đó là một cơ hội rất rộng mở. Nhưng mọi người vẫn sẽ nói với bạn rằng Việt Nam bây giờ đã quá bão hòa. Vì vậy, bạn nên chọn một công ty mới. Để tôi nói cho bạn biết, thị trường không bao giờ bão hòa. Cái mà mọi người gọi là bão hòa chính là suy nghĩ của mọi người. Bạn sẽ có được những gì bạn muốn nếu bạn thực sự làm việc chăm chỉ, nhưng bạn sẽ không đạt được những điều đó một cách đơn giản, dễ dàng. Những điều bạn mong muốn sẽ được gói rất cẩn thận trong một hộp quà nhiều lớp. Mỗi lớp vỏ bọc là một thử thách, và bạn phải trải qua những thử thách để khám phá vẻ đẹp thực sự của viên kim cương bên trong. Tôi muốn chia sẻ với bạn một vài thách thức mà tôi phải đối mặt khi khởi nghiệp công việc kinh doanh này. Mọi công việc, không chỉ riêng Amway, đều sẽ có những thách thức. Tôi muốn chia sẻ với bạn một vài thách thức trong những ngày đầu tiên của tôi và cách tôi vượt qua những thử thách đó. Bây giờ tôi sẽ cho bạn xem bức ảnh này. Đây là lễ vinh danh Diamond đầu tiên của tôi. Bạn có thể thấy một phụ nữ đang cầm điện thoại di động quay video và chụp ảnh. Người đó là mẹ tôi đấy. Trên thực tế, mẹ tôi là người phản đối mạnh mẽ nhất khi tôi mới bắt đầu kinh doanh Amway. Tôi có một công việc rất tốt và được trả lương rất cao. Vì vậy, bà ấy hỏi tôi tại sao tôi lại muốn làm công việc kinh doanh này. Bà ấy nói rằng bà đã kinh doanh Amway hơn 20 năm trước và nó không mang đến sự thành công. Đừng lãng phí thời gian của bản thân. Đó là cách mẹ tôi khuyên can tôi ngừng kinh doanh Amway. Tôi thậm chí còn cố gắng thuyết phục em trai tham gia cùng tôi. Khi đó, em ấy vẫn đang học đại học, nhưng mẹ tôi nói, nếu tôi muốn bắt đầu kinh doanh Amway này, tôi hãy tự làm một mình và đừng làm phiền em trai tôi. Vài năm sau, khi chúng tôi trở thành lãnh đạo Platinum, rồi Founder Platinum, thì em trai tôi cũng bắt đầu đi làm. Tôi nghĩ các bạn sẽ biết và hiểu điều này. Phàn nàn về công việc của mình, công việc của em trai tôi không suôn sẻ, thuận lợi. Mọi việc bắt đầu đổ vỡ, và tôi vẫn nhớ trong một bữa ăn tối sum họp, khi em tôi đã phàn nàn về công việc của mình, thì mẹ tôi đã nói, tại sao con không tham gia Amway cùng với anh trai mình? Nếu con tham gia với anh trai mình, thì con đã không gặp phải những vấn đề này. Bạn thấy sự thay đổi chứ? Từ người phản đối tôi rất gay gắt khi bắt đầu kinh doanh lại trở thành người ủng hộ tôi. Điều gì đã xảy ra? Đó là vì sự thành công của chúng tôi. Nếu những người thân yêu của bạn phản đối bạn làm một điều đó là bình thường. Bởi vì người thân của chúng ta luôn yêu thương và muốn bảo vệ chúng ta. Việc chúng ta cần làm là cho họ thấy sự chăm chỉ của bạn và cho họ thấy kết quả mà bạn đạt được. Thách thức thứ hai là khi tôi bắt đầu kinh doanh là tôi không gặt hái được nhiều thành công ngay lập tức. Trên thực tế, tôi chỉ là một kỹ sư hóa học bình thường, đang chuẩn bị khởi nghiệp. Tôi không có một chiếc xe hơi sang hay một ngôi nhà to hoặc những bộ quần áo hàng hiệu để bắt đầu công việc kinh doanh. Đây là chiếc xe đầu tiên của tôi khi bắt đầu kinh doanh Amway. Khi tôi lái chiếc xe này đến mọi cuộc hẹn, tôi đã nói với tất cả những khách hàng tiềm năng của mình rằng công việc kinh doanh này sẽ giúp bạn trở thành triệu phú. Tất cả họ đều nhìn tôi với một câu hỏi, bạn đã là triệu phú chưa? Chưa. Nhưng công việc kinh doanh này sẽ khiến bạn trở thành triệu phú. Tôi vẫn tiếp tục nói như vậy. Đừng luôn nghĩ rằng bạn phải có một cái gì đó để chứng minh rằng công việc kinh doanh sẽ thành công. Bạn không cần phải có xe hơi sang, nhà to hay quần áo hàng hiệu để chứng minh. Điều bạn cần phải có là một tư duy tốt. Tư duy đúng đắn sẽ thu hút đúng người cùng cộng tác với bạn. Thách thức thứ ba tôi gặp phải cũng trở ngại không kém. Đó là những ngày đầu tôi bắt đầu kinh doanh Amway. Chúng tôi đã đến một trong những nhà máy và gần đó có một ngôi đền. Có một nhà sư rất nổi tiếng, ông ấy được ca tụng là một thầy bói. Tuyến trên của tôi rất tò mò và muốn biết liệu cô ấy có thành công trong kinh doanh Amway hay không. Vì vậy, họ đã đưa tôi và một số người trong đội nhóm đến gặp ông thầy bói này. Tuyến trên của tôi hỏi thầy bói, liệu tôi có thành công trong Amway không? Thầy bói nhìn họ và nói, có. Và rồi những người đi cùng tôi hỏi thầy bói câu hỏi tương tự, còn tôi thì sao? Tôi sẽ thành công tại Amway chứ? Thầy bói nói, có.
Đến lúc này, tôi nghĩ mọi điều ông ấy nói đều rất tích cực và cuối cùng cũng đến lượt tôi. Tôi nói với thầy bói rằng tôi là kỹ sư hóa học, tôi muốn kinh doanh Amway. Liệu tôi có thành công không? Ông ấy nhìn tôi và hỏi tại sao tôi lại kinh doanh Amway. Công việc kinh doanh này không phù hợp với tôi và phán rằng tôi sẽ không thành công. Nếu bạn là tôi, bạn có bỏ hoặc ngừng công việc này nếu có ai đó nói với bạn rằng bạn sẽ không thành công trong kinh doanh? Tôi thì không. Hầu hết mọi người có thể đã bỏ cuộc, họ có thể đã ngừng kinh doanh. Tại sao chúng ta phải đặt thành công của mình giữa những lời phán xét của người khác? Tại sao chúng ta phải làm như vậy? Và sau đó tôi bắt đầu kinh doanh. Tôi tích cực đưa ra kế hoạch. Ở thời điểm bắt đầu kinh doanh Amway, tôi không có nhiều bạn bè đồng hành và làm việc cùng. Tôi muốn chia sẻ với các bạn hai người không quen biết đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của tôi về công việc kinh doanh này. Người thứ nhất, người này là chủ của một xưởng sản xuất salad. Anh ấy sản xuất salad ăn liền. Tôi gặp anh ấy trong một trung tâm mua sắm và tôi đã giới thiệu cơ hội kinh doanh cho anh ấy. Tôi đến nhà máy của anh ấy lúc 7 giờ 30 phút, đợi đến 9 giờ 30 phút khi anh ấy xuất hiện và chúng tôi đến văn phòng của anh ấy. Trước khi tôi cho anh ấy xem kế hoạch của mình, anh ấy bảo tôi đợi một chút. Anh ấy có chuyện muốn nói với tôi. Anh ấy bắt đầu kể cho tôi nghe về cuộc phiêu lưu kinh doanh của anh ấy, rằng anh ấy đang tìm kiếm người đầu tư và công việc kinh doanh. Nhưng rõ ràng là tôi không có hứng thú vì tôi muốn cho anh ấy thấy công việc kinh doanh Amway của tôi. Sau một tiếng, lúc 10 giờ 30 phút, tôi hỏi liệu tôi có thể nói với anh ấy về kế hoạch kinh doanh của tôi không? Anh ấy nói với tôi rằng tôi không cần phải nói với anh ấy bất cứ điều gì. Anh ấy nói anh ấy biết công việc kinh doanh của tôi là gì và anh ấy không quan tâm đến công việc này. Nếu bạn là tôi, bạn sẽ làm gì? Bạn đã chờ đợi khách hàng tiềm năng của mình tận 2 tiếng và sau đó mất 1 tiếng để nghe điều mà bạn không hứng thú và sau đó anh ta thậm chí không cho bạn cơ hội để nói cho anh ta biết những gì bạn có. Bạn sẽ làm gì? Để tôi kể cho bạn nghe, tôi đã khóc. Đó là lần duy nhất tôi khóc. Tôi cảm thấy rằng công việc kinh doanh này rất khó khăn. Cực kỳ khó khăn. Công việc kinh doanh này có thể phù hợp với những người khác, nhưng không phù hợp với tôi. Tôi sẽ tốt hơn nếu là một kỹ sư. Tôi sẽ không phải tương tác với con người. Tôi sẽ phải chỉ làm việc với máy móc. Vì vậy, tôi đã sẵn sàng để từ bỏ công việc kinh doanh này. Tôi nghĩ, có lẽ nó không phù hợp với tôi. Nó tốt, nhưng nó không dành cho tôi. Nhưng rồi, một điều may mắn đã xảy ra đối với tôi. Tuyến dưới của tôi có một khách hàng tiềm năng, và tôi hỗ trợ tuyến dưới của mình chia sẻ cơ hội kinh doanh cho người mới này. Người này là chủ sở hữu một công ty công nghệ thông tin. Tôi đến văn phòng của anh ấy để chia sẻ cho anh ấy về kế hoạch kinh doanh. Tôi trình bày kế hoạch kéo dài 2 giờ. Anh ấy giục tôi đi thẳng vào vấn đề, giục tôi bỏ qua điểm này, điểm kia, và tôi đã nói không, không thể bỏ qua. Mỗi slide đều quan trọng và tôi không thể bỏ qua. Và khi kết thúc buổi chia sẻ, anh ấy nhận ra rằng đó là Amway. Anh ấy nhìn tôi và nói, nếu anh nói với tôi rằng đó là Amway, tôi đã không lãng phí 2 giờ đồng hồ để nghe nói. Tôi đã rất tức giận. Tôi nhìn anh ta và nói, sao anh biết giá trị thời gian của tôi không quý hơn anh? Tôi cũng lãng phí 2 tiếng đồng hồ để nói chuyện với anh cơ mà. Anh ta ngẩn ra. Anh ta căn bản là quá bất ngờ. Trên đường rời văn phòng của anh ấy, anh bắt tay tôi và nói, tôi nghĩ anh sẽ thành công. Bạn nghĩ rằng tôi đã rất vui sau khi nghe điều đó? Không, tôi vô cùng tức giận trong lòng. Tôi nhìn anh ta và nói rằng, anh không có quyền nói liệu tôi có thành công hay không. Anh không có quyền phán xét tôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chỉ là một người mới? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không tự tin? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không biết mình đang làm điều gì? Anh vẫn nói rằng tôi sẽ thành công chứ? Anh thật sự vô trách nhiệm khi nói rằng tôi sẽ thành công. Sau đó tôi đã chạy ra xe của mình và tôi đã ngộ ra điều gì đó. Tôi chợt nhận ra điều gì đã khiến tôi trở nên khó khăn như vậy. Đó là vì tôi cứ nghĩ rằng tôi phải cầu xin mọi người để họ tham gia cùng tôi. Hãy để tôi nói với bạn một điều rằng, Amway không phải là kinh doanh nước tẩy rửa, mà đó là công việc kinh doanh mang lại hy vọng. Đừng cầu xin mọi người tham gia cùng bạn, mà hãy tìm đến những người cũng đang tìm kiếm bạn. Đó là những gì bạn cần làm. Vì vậy, tôi rất biết ơn sự xuất hiện của hai khách hàng tiềm năng này trong cuộc đời tôi. Nếu không có hai khách hàng này, tôi sẽ không nhận ra định vị của tôi trong kinh doanh là tìm kiếm những người đang tìm kiếm tôi. Vị trí của tôi là tìm kiếm những người có ước mơ và sẵn sàng thay đổi. Sau đó, tôi bắt đầu công việc kinh doanh và khi tôi trở thành lãnh đạo Platinum, tôi lại gặp phải một thách thức lớn khác trong công việc kinh doanh của mình. Tại thời điểm đó, tôi có khoảng hơn 10 người lãnh đạo.
Năm thứ hai của tôi, hơn 80% các lãnh đạo tuyến dưới của tôi đã bỏ cuộc. 80% trong số họ rời bỏ công việc kinh doanh giống như một hiệu ứng dây chuyền domino. Một người nghỉ rồi tiếp theo là người thứ hai, vân vân. Và hơn 80% trong số họ bỏ công việc kinh doanh. Và tôi đã đấu tranh để cân bằng lại. Về điểm này, tôi muốn chia sẻ với bạn rằng một số bạn có thể đã trải qua điều này trước đây và một số bạn có thể đang trong giai đoạn này, nhưng thời điểm bạn cảm thấy muốn bỏ cuộc thực sự là lúc bạn nên làm nhiều hơn một chút nữa. Khi bạn cảm thấy mình đang ở vùng đáy của thung lũng, bạn phải tiếp tục di chuyển, bởi vì bất kỳ bước nào tiến về phía trước đều là đi lên cao hơn. Bạn đang ra khỏi vùng thung lũng đấy và bạn không còn gì để mất. Đó từng là suy nghĩ của tôi nếu đang gặp khó khăn. Hãy tự nói với bản thân rằng không còn gì để mất, bạn đã ở trong thung lũng rồi, vậy tại sao không tiếp tục cố gắng thêm đôi chút? Và chỉ chưa đầy 5 năm, chúng tôi đã trở thành lãnh đạo Diamond. Chỉ 5 năm, chính sự khác biệt trong suy nghĩ đã đưa chúng tôi đến thời điểm này để trở thành lãnh đạo Diamond. 3 năm sau, chúng tôi trở thành Executive Diamond. Tất cả đã xảy ra ở điểm gần như tôi muốn từ bỏ công việc kinh doanh. Tất cả chỉ nhằm nói với bản thân rằng hãy tiếp tục tiến lên, bởi vì bất kỳ bước tiến nào về phía trước đều là tiến lên phía trước tươi đẹp hơn. Tôi đã chia sẻ với bạn một số thách thức mà tôi phải đối mặt trong những ngày đầu kinh doanh. Và tôi có một điều nữa để chia sẻ với bạn, đó là phần cuối của bài chia sẻ của tôi. Tôi muốn cho bạn thấy một vài điều về thực đơn của cuộc sống. Chắc hẳn nhiều bạn đã từng đến nhà hàng rồi, phải không? Và đối với nhiều bạn, thứ đầu tiên các bạn yêu cầu chính là thực đơn. Khi bạn mở thực đơn, hãy cho tôi biết, bạn đã nhìn thấy thực đơn từ phải sang trái hay từ trái sang phải? Nếu từ trái sang phải, có nghĩa là bạn xem những gì bạn muốn ăn và không thực sự quan tâm đến giá cả. Nếu từ phải sang trái, nghĩa là bạn đang xem giá trước. Đắt quá, đừng quan tâm, hãy lật sang trang tiếp theo. Đó là nhìn thực đơn từ phải sang trái. Vì vậy, cho tôi biết, cái nào, từ trái sang phải hay từ phải sang trái? Hầu hết chúng ta nếu được lựa chọn, đều muốn chọn món ăn mình thích mà không cần xem giá, đúng không? Đây là những gì tôi nghĩ rằng công việc kinh doanh này mang đến bạn. Công việc kinh doanh có thể mang đến cho bạn một thực đơn đặc biệt của cuộc sống. Tôi đã nói với bạn về buổi hội nghị đầu tiên mà tôi đã tham gia. Tôi đã thấy rất nhiều người thành công. Đó là ngày tâm trí tôi in sâu vào thực đơn mới của cuộc sống. Tôi bắt đầu thấy mọi người có thể thành công ở độ tuổi 30 và 40. Tôi không cần phải làm việc cả đời. Bạn biết đấy, trong suốt quá trình kinh doanh, tôi không chỉ nhận được tiền hoa hồng. Đúng, điều đầu tiên đó là tiền hoa hồng, nhưng tôi nhận được nhiều hơn thế. Nếu bạn kinh doanh chỉ vì thu nhập, tôi muốn nói với bạn rằng có nhiều thứ giá trị hơn là giá trị tài chính sẽ dành cho bạn. 4 nguyên tắc cơ bản khác của Amway: tự do, gia đình, hy vọng và tưởng thưởng. Điều đầu tiên là giá trị tưởng tượng. Tôi chắc rằng nhiều người trong số các bạn yêu thích du lịch. Sau 2 năm giãn cách, chúng ta chưa thể đi du lịch. Danh sách mong muốn những điều muốn làm của hầu hết mọi người khi không còn giãn cách xã hội, biên giới mở cửa là phải đi du lịch. Tôi chỉ muốn đi du lịch vòng quanh thế giới. Tôi chỉ muốn ra ngoài và đi du lịch thế giới thôi. Và tôi rất thích đi du lịch. Thành thật mà nói, tôi không thực sự thích đi lắm, nhưng hàng năm, tôi đều được Amway mời đi du lịch ít nhất 2 lần một năm. Vì vậy, trong suốt thời gian kinh doanh Amway, tôi đã đi đến hơn 30 quốc gia, và Amway đã mời chúng tôi đi khắp các châu lục trên thế giới trừ Nam Cực. Có thể kỷ niệm A70, có thể tổ chức chuyến đi đến Nam Cực. Sẽ thật sự tuyệt vời nếu chúng ta có thể đến trải nghiệm ở Nam Cực. Trong số 30 quốc gia nơi tôi đã đi qua, có 8 chuyến chúng tôi trải nghiệm hạng thương gia, thật sự rất tốt, và sau đó chúng tôi trải nghiệm khoan hải nhất trước khi giãn cách. Đó là chuyến đi đầu tiên khi chúng tôi đạt danh hiệu Executive Diamond. Nhưng điều quan trọng hơn hết, bạn sẽ có một chuyến du lịch hạng nhất trong đời. Cảm giác thật tuyệt vời. Tôi đã chọn một vài chuyến đi đáng nhớ mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Trước đây, tôi chỉ khoe một tấm ảnh khi đi máy bay hạng thương gia, nhưng qua nhiều năm, được Amway mời đi hạng thương gia chỉ dành cho lãnh đạo Diamond. Tôi bắt đầu có một sở thích mới là sưu tập ảnh khi đi trên các chuyến bay hạng thương gia. Nếu bạn là EDC, bạn sẽ được trải nghiệm hạng nhất. Có một năm, vợ tôi nói hãy thử giảm từ hạng thương gia xuống hạng phổ thông để biết cảm giác sẽ như thế nào. Và sau đó, hầu như chúng tôi chưa bao giờ làm điều tương tự khi du lịch cùng Amway. Như bạn có thể thấy, chúng tôi có rất nhiều ảnh.
tôi bắt đầu có một sở thích mới là sưu tập những bức ảnh khi trải nghiệm hàng thương gia. Ảnh hàng thương gia, đó là một sở thích mới. Để tôi cho bạn xem cái này. Đây là hội thảo lãnh đạo ALS đầu tiên của chúng tôi tại Paris, Pháp. Đây là tôi và vợ tôi. Bạn có thể nghĩ rằng chúng tôi trông rất khác bây giờ. Vâng, chúng tôi trông khác hơn bây giờ thật. Đây là một trải nghiệm rất độc đáo. Với tư cách là những lãnh đạo của Amway, khi đi du lịch nước ngoài, chúng tôi luôn được trải nghiệm tại khách sạn 5 sao. Nhưng lần đó tới Paris, có quá nhiều người đủ tiêu chuẩn tham gia chuyến đi. Amway phải xếp chúng tôi vào khách sạn 4 sao, đang chuẩn bị được công nhận là khách sạn 5 sao. Do đó, Amway đã bồi thường cho chúng tôi một số tiền vì chúng tôi đã ở trong khách sạn 4 sao. Có bao nhiêu bạn đi du lịch với tập đoàn, nhưng do một số lý do, tập đoàn lại bồi thường cho bạn vì ở khách sạn 4 sao không? Điều đó có xảy ra không? Vì vậy, đó là một trải nghiệm rất đáng nhớ cùng với Amway của tôi. Sau đó là một trải nghiệm ăn tối trên du thuyền Sky River. Hầu hết mọi người ngồi trên du thuyền và ngắm cảnh trong 2 giờ. Nhưng Amway đã sắp xếp một bữa tối rất sang trọng cho chúng tôi. Đối với chúng tôi, đây là lần đầu tiên có được trải nghiệm này. Bạn biết đấy, chúng tôi rất hào hứng với việc được đối đãi theo tiêu chuẩn 5 sao, và tất nhiên là cả tham quan tháp Eiffel nữa. Và đây là một bức ảnh vô cùng thú vị với vợ chồng tôi. Vợ chồng tôi đã lấy tất cả tiền tiêu vặt. Tôi bảo cô ấy mua chiếc túi LV đầu tiên ở cửa hàng LV đầu tiên trên thế giới trong chuyến đi ALS đầu tiên của cô ấy. Vì vậy, đây là một trải nghiệm rất đáng nhớ. Vợ tôi không phải là người thích hàng hiệu. Nhưng trong chuyến đi này, tại sao chúng ta không mua một thứ gì đó? Bởi vì trước khi chúng ta đủ điều kiện để đi du lịch, mỗi khoản thu nhập chúng ta kiếm được trong công việc kinh doanh đều được đầu tư trở lại. Chúng tôi không bao giờ tận hưởng, chúng tôi chưa bao giờ chi tiêu cho sở thích cá nhân. Vì vậy, đó là chiếc túi đầu tiên của cô ấy, nhưng cô ấy chưa bao giờ sử dụng chiếc túi đó. Tôi chưa từng thấy cô ấy sử dụng. Chính vì không cho phép mình hài lòng quá sớm, không cho phép bản thân ngủ quên trên đỉnh thành công, nên vợ tôi bây giờ có thể mua bất kỳ chiếc túi nào cô ấy muốn ở bất cứ lúc nào. Chuyến đi thứ hai đến Auckland, Amway đã đặt toàn bộ khu vực Hobbiton dành riêng cho những nhà lãnh đạo của Amway. Bạn biết phim Chúa Tể những chiếc nhẫn chứ? Và chúng tôi thậm chí đã ăn tối trong một chiếc lều đặc biệt được dựng bên trong Hobbiton, chỉ dành riêng cho chúng tôi. Bạn có thể tưởng tượng Hobbiton lớn như vậy, nhưng nó đã được đặt riêng cho các nhà lãnh đạo của Amway. Nhưng tôi có một câu chuyện đáng nhớ khác về Auckland mà tôi sẽ chia sẻ với bạn sau. Tôi sẽ chia sẻ ở cuối bài nói của mình. Nếu bạn đã tham gia các chuyến đi ALS trước đây, bạn phải cố gắng tham gia chuyến đi dành cho lãnh đạo Diamond. Đây là chuyến đi Diamond đầu tiên của chúng tôi. Nếu chuyến đi ALS mang đến cho bạn nhiều trải nghiệm thú vị, thì chuyến đi Diamond chắc chắn sẽ là chuyến đi độc đáo và khác biệt. Trong chuyến đi Las Vegas, tôi được trải qua rất nhiều lần đầu tiên của mình. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến thăm Grand Canyon, một trong những kỳ quan của thế giới. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi máy bay trực thăng. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi xe limousine. Những lần đầu tiên của tôi tại Las Vegas cực kỳ thú vị. Khi di chuyển đi ra ngoài khách sạn, Amway luôn bố trí đưa đón chúng tôi với xe limousine rất sang trọng, một trải nghiệm hết sức tuyệt vời. Chuyến đi thứ ba cũng rất đáng nhớ. Chuyến đi này đến châu Phi, vườn quốc gia Serengeti. Amway chuẩn bị một chuyên cơ riêng để đưa chúng tôi từ sân bay đến công viên quốc gia. Hầu hết mọi người sẽ phải đi xe buýt và mất khoảng 4 giờ để đến đó, nhưng chúng tôi đã đến đó chỉ trong hơn 1 giờ. Và điều đó chỉ dành cho những lãnh đạo Diamond của Amway. Đây là một trải nghiệm rất tuyệt vời. Khi đến châu Phi, chúng tôi đến Tanzania. Chúng tôi không làm thủ tục nhập cảnh. Chúng tôi lái xe đến khu vực chờ VIP. Và tại đây, họ đưa chúng tôi vào phòng chờ và phục vụ chúng tôi đồ ăn, thức uống giải khát, cà phê. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi đi qua sân bay mà không cần phải làm thủ tục nhập cảnh. Bên trong căn phòng này có một cuốn sổ nhỏ màu đỏ. Tôi thật sự tò mò nên đã mở nó ra và đoán xem bên trong có gì. Đó là một cuốn sổ ghi chép. Bất cứ ai đến phòng chờ sẽ được ký tên vào sổ đỏ này.
Tôi mở cuốn sổ ra và thấy tên, chức vụ chủ tịch của một công ty, người điều hành một công ty, đại sứ, tất cả đều là những người tầm cỡ, và cuối cùng là danh sách các nhà lãnh đạo Diamond của Amway. Hãy tưởng tượng xem, đó là sự trân trọng Amway dành cho các lãnh đạo Diamond. Sau đó chúng tôi được đưa đến khách sạn Four Seasons. Đây là khách sạn tốt nhất trong công viên. Trên thực tế, đây là khách sạn gần nhất vì nó nằm ngay cạnh công viên. Khi bạn tắm trong khách sạn, bạn có thể nhìn thấy voi, ngựa vàng, tất cả các loài động vật từ tầm nhìn ngay trong phòng của mình. Như bạn có thể thấy, đây là ảnh chụp tại khách sạn của chúng tôi. Khắp phòng đều là khung cảnh của công viên quốc gia. Chuyến đi này cũng là lần đầu tiên chúng tôi được đi kinh khí cầu. Sau khi đi kinh khí cầu, trải nghiệm vô cùng thú vị, chúng tôi được đưa vào rừng và chúng tôi được phục vụ món nasi lemak. Bạn có biết món này không? Một số bạn có thể đã nếm thử nó trước đây. Đó là một trong những món ăn đặc sản của Malaysia và rất khó tìm thấy nguyên liệu ở châu Phi. Amway nói với chúng tôi rằng họ đã bí mật vận chuyển các nguyên liệu từ Malaysia đến châu Phi chỉ để tạo ra một bữa ăn đáng nhớ cho chúng tôi. Có bao nhiêu người trong số các bạn đã có trải nghiệm như vậy trước đây? Chưa bao giờ, đúng không? Tôi rất cảm động trước những chi tiết mà Amway chuẩn bị cho mỗi chuyến đi. Họ thật sự chú ý đến việc đảm bảo cho chúng tôi có được trải nghiệm đáng nhớ và khác biệt nhất. Trong bữa tối, chúng tôi thậm chí còn có vệ sĩ với súng trường bảo vệ để không con vật nào có thể làm hại chúng tôi. Bởi vì chúng tôi đang ăn tối ở một khu đất trống. Có thể có linh cẩu, có thể có một số loài sói. Amway đã chuẩn bị vệ sĩ để chúng tôi có thể cảm thấy an toàn. Quả là kỷ niệm rất tuyệt vời và thú vị. Nhưng trải nghiệm này chỉ dành cho lãnh đạo Diamond. Chuyến đi tuyệt vời tiếp theo, đó là Tokyo. Nhiều bạn đã từng đến Tokyo, phải không? Không có gì quá bất ngờ, quá thú vị về Tokyo, nhưng Tokyo này khác với Tokyo mà chúng ta từng biết. Trước hết, các lãnh đạo Diamond lưu trú tại khách sạn Imperial Tokyo. Khách sạn này chỉ dành cho những nhân vật tầm cỡ, thủ tướng, chủ tịch nước hay chủ tịch các công ty lớn. Những tên tuổi lớn nếu họ bay đến Nhật Bản, khách sạn Imperial là khách sạn dành cho những nhân vật quan trọng. Và Amway dành điều đó cho các lãnh đạo Diamond. Và sau đó chúng tôi tham dự bữa tối và chúng tôi mặc trang phục địa phương của Nhật Bản. Ở Nhật Bản, khi bạn tham dự một sự kiện, nếu bạn mặc vest hoặc tuxedo, nó sẽ không phải là cao cấp. Tất cả sự kiện lớn ở Nhật Bản, họ đều mặc trang phục địa phương. Tôi thực sự đã học được vài điều thú vị về văn hóa nơi đây trong chuyến đi này. Và sau đó, một điều đáng nhớ khác là kỷ niệm A60. Đó là ngay trước khi có lệnh giãn cách vào năm 2019, lễ kỷ niệm A60 ở Las Vegas, tất cả các lãnh đạo Diamond lưu trú tại khách sạn Mandalay Bay. Hãy tưởng tượng, khi đến khách sạn, thông thường khi đến tòa nhà lớn, bạn có thể nhìn thấy lá cờ của nước sở tại, nhưng khi đến khách sạn này, chúng ta lại thấy cờ Amway A60 đấy. Bạn có thể tưởng tượng được sự tôn trọng, danh tiếng mà tập đoàn dành cho chúng tôi không? Nếu bạn đến khách sạn ngày hôm đó, bạn sẽ thấy băng rôn A60 ở khắp mọi nơi. Thậm chí còn có một bản quảng cáo kỹ thuật số lớn mà khi bạn đi ngang qua đó, tên và ảnh của bạn sẽ xuất hiện trên bản đó. Bởi vì tất cả chúng tôi đều có một thẻ RFID. Đó là điều rất tuyệt vời. Có một người phục vụ đến bên cạnh. Khi tôi đang cố gắng chụp một bức ảnh, bà nói, ông Lee, tôi có thể giúp gì cho ông? Tôi rất bất ngờ và hỏi, làm sao bạn biết họ của tôi? Nó đã ở trên màn hình, Kevin Lee. Đó là tên của ông, phải không? Nó thật tuyệt vời, phải không các bạn? Và sau đó, tất nhiên, chúng tôi có rất nhiều những trải nghiệm thú vị ở Las Vegas. And
và chúng tôi đã có một buổi hòa nhạc sau đó. Tôi đã đến buổi hòa nhạc của Celine Dion, và cô ấy là một trong những thần tượng của tôi. Thật tuyệt vời. Và sau đó, Amway đã sắp xếp một buổi hòa nhạc riêng kéo dài 1 giờ 30 phút với Lady Gaga. Mọi người hoàn toàn kinh ngạc trước sự đầu tư này. Trong 1 tiếng rưỡi đó, Lady Gaga đã hát không cần nghỉ, không có một thành viên nào trên sân khấu nói về Amway. Bạn thậm chí sẽ không biết rằng có một buổi hòa nhạc riêng của Amway vì nó hoàn toàn riêng tư. Chuyến du lịch đáng nhớ cuối cùng ngay trước khi có lệnh giãn cách là đến Dubai. Tôi đã có trải nghiệm đáng nhớ, đó là nhảy dù ở nơi đẹp nhất như bạn có thể thấy trong ảnh. Trong chuyến đi Dubai lần này, Amway đã mời Katy Perry đến biểu diễn. Đối với một số bạn chỉ biết, Katy Perry là một nghệ sĩ giải trí hàng đầu. Amway cũng mời Richard Branson chia sẻ cho chúng tôi trong 1 giờ về nghệ thuật lãnh đạo, về kinh doanh. Nếu bạn muốn thuê một người như Richard Branson để nói chuyện với đội nhóm của mình, bạn sẽ phải tốn hàng triệu đô la. Và Amway đã mời anh ấy dành cho lãnh đạo Diamond. Khi tham gia chuyến đi này, chúng tôi đã là Executive Diamond. Do đó, chúng tôi được sử dụng hạng phòng suite rất thoải mái. Chúng tôi đều sử dụng hạng phòng Junior Suite tại The Ritz-Carlton và cả Hilton Dubai. Đó là hành trình trải nghiệm tuyệt vời đáng nhớ để kết thúc chuyến du lịch tưởng tượng, bởi vì sau đó là lệnh giãn cách ở khắp mọi nơi. Đây cũng là một bức ảnh rất thú vị. Tôi muốn kể cho bạn về chuyến du lịch này, không phải về Hokkaido, mà là về con người nhiều hơn. Nhìn lại năm 2013, chỉ có 2 người, tôi và vợ tôi đủ điều kiện đến Hokkaido, và vào năm 2018, chúng tôi cũng đã quay trở lại Hokkaido, nhưng chúng tôi đi cùng một số tuyến dưới đủ điều kiện đến Hokkaido. Bây giờ, hãy nghĩ về điều này. Bạn có những người bạn mà sẽ mua cho bạn thêm một chiếc vé để bạn cùng họ tham gia những kỳ nghỉ sang trọng không? Bạn có nghĩ rằng xung quanh mình liệu có ai như vậy không? Nó sẽ không bao giờ xảy ra, phải không? Nếu bạn bè của bạn đến Hokkaido hoặc đến Mỹ, liệu họ có mua cho bạn một vé và nói hãy đi cùng tôi không? Không, nó sẽ không xảy ra. Nhưng tại Amway, bạn có thể giúp những người cùng chí hướng đi du lịch cùng nhau. Mãi mãi sẽ là như thế. Điều này mới chỉ là khởi đầu. Đúng hơn, chỉ là phần cuối của sự khởi đầu thôi. Bởi vì trong những năm tới, chúng ta sẽ đi du lịch hạng thương gia. Chúng ta sẽ đi du lịch hạng nhất cùng nhau. Trong Amway có một giá trị rất tuyệt vời. Đó là công việc kinh doanh của bố mẹ cho con cái. Khi các con tham gia vào một số hoạt động cùng chúng tôi, dần dần cho các con hiểu về mạng lưới, bạn bè, môi trường, văn hóa Amway. Vì vậy, hàng năm, chúng tôi đều nói với con gái mình rằng bố mẹ có mục tiêu thăng tiến cao hơn trong sự nghiệp Amway. Con cũng sẽ có mục tiêu riêng của mình trong năm học. Nếu con chăm chỉ, con sẽ gặt hái được những thành công như bố mẹ. Một môi trường nuôi dạy rất lành mạnh, đúng chứ? Câu chuyện tiếp theo tôi muốn kể cho bạn là về mẹ tôi. Tôi đã kể sơ lược với bạn về mẹ tôi rồi. Mẹ tôi đã luôn theo dõi sát sao khi tôi bắt đầu kinh doanh Amway. Trên thực tế, trước khi trở thành lãnh đạo Diamond, tôi luôn hỏi mẹ rằng, tại sao mẹ không mua một chiếc ô tô mới? Mẹ biết rằng chúng con sẽ sẵn sàng mua một chiếc xe mới cho mẹ mà. Không, 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 mẹ không cần một chiếc xe mới. Sau khi trở thành lãnh đạo Diamond, chúng tôi vẫn khuyến khích mẹ đổi xe. Và lần này mẹ tôi nói, ok, chúng ta hãy chọn loại xe nào. Vì vậy, chúng tôi đã đưa bà ấy đi xem một vài chiếc xe. Có 2 chiếc xe mà chúng tôi thấy rất thích hợp với bà. Được rồi, chúng ta hãy chọn giữa 2 chiếc này. Một chiếc là chiếc mà bạn thấy trong ảnh. Đó là một chiếc Toyota Corolla Altis 1.8. Còn chiếc còn lại là Honda City 1.5. Cá nhân tôi cảm thấy rằng Honda City phù hợp với mẹ tôi hơn. Nó không quá lớn, phải không? Vì vậy, tôi hỏi mẹ tôi rằng, bà muốn chọn loại xe nào? Bà ấy nói, cái này nha con. Mẹ có chắc cái này không? Nó không quá lớn đối với mẹ, phải không? Vì con nghĩ rằng có những lựa chọn tốt hơn cho mẹ. Bà ấy nói, không, cái này. Con biết tại sao không? Bởi vì cái này đắt hơn. Cha mẹ của chúng ta có thể đã không dành những điều tốt đẹp nhất của thế giới cho chúng ta, nhưng họ đã dành những điều tốt đẹp nhất của họ cho chúng ta. Sâu trong họ, tôi nghĩ rằng cha mẹ chúng tôi cũng muốn có những điều tốt nhất cho bản thân, nhưng họ không thể làm được điều đó, vì họ đã cống hiến hết mình cho con cái cả rồi. Nếu bố mẹ bạn vẫn còn bên cạnh, hãy
làm việc chăm chỉ, hãy dành cho họ những gì tốt nhất có thể. Hãy thành công vì món quà lớn nhất mà bạn dành cho cha mẹ chính là khiến họ tự hào, làm cho họ cảm thấy tự hào về công việc của bạn. Mẹ tôi đã có 3 người con, tôi có một chị gái và một em trai. Khi người thân hoặc bạn bè hỏi bà ấy, trong số các con của bà, ai là người thành đạt nhất? Bà ấy luôn nói rằng người con làm Amway. Bà ấy sẽ không nói người con là kỹ sư hay người con là quản lý, mà bà ấy chỉ muốn nói là người con làm Amway. Đó là sức mạnh của sự thành công. Vì vậy, hãy thành công trong công việc kinh doanh của bạn. Javen Andel, nhà đầu sáng lập của tập đoàn Amway đã từng nói, niềm vui lớn nhất không phải đến từ việc thu nhập vô tận của cải vật chất, mà là tạo ra của cải và cho đi. Bạn biết đấy, trong những năm qua tôi thực sự chiêm nghiệm điều đó. Tôi cảm thấy rằng chúng tôi chưa làm đủ. Trong những năm qua, vợ chồng tôi đã nhận nuôi nhiều đứa trẻ ở nước ngoài và hỗ trợ hoàn toàn việc học cho bọn trẻ. Vì vậy, tôi khuyến khích bạn hãy trở nên thành công và giàu có. Như thế, bạn có thể cùng chúng tôi giúp đỡ được nhiều người hơn để bạn và tôi, một ngày nào đó chúng ta có thể thay đổi thế giới mà chúng ta đang sống và biến nơi này thành một nơi tốt đẹp hơn cho thế hệ sau của chúng ta. Và chúng tôi sẽ không ngừng lại ở đó. Chúng tôi muốn thành công hơn nữa. Chúng tôi muốn trở thành Founders Proud Ambassador vì vợ tôi có ước mơ xây dựng trường học và giáo dục miễn phí cho trẻ em nghèo. Đây là giấc mơ của chúng tôi, là cho đi những may mắn, niềm vui lớn nhất đến từ sự cho đi. Nếu bạn có thể cho đi, hãy thành công, hãy trở nên giàu có để bạn có thể trao cho những người cần nó. Điều tuyệt vời nhất, điều tốt nhất trong cuộc đời mà tôi nhận ra được từ Amway là một gia đình hạnh phúc và trọn vẹn. Bạn biết đấy, thành công ở Amway cho tôi sự tự do trở thành người mà tôi muốn trở thành, muốn ở bất cứ đâu vào mọi lúc tôi muốn. Nó thực sự mang lại cho tôi cảm giác bình yên, điều mà tiền bạc không thể mua được. Đây là hình ảnh gia đình hạnh phúc của tôi. Tôi có 3 người con gái lớn 16 tuổi và một cặp song sinh, một trai, một gái, hiện đã được 3 tuổi. Khi vợ tôi mang song thai, cô ấy chọn sinh ở Singapore. Cô ấy tin rằng Singapore có cơ sở vật chất tốt hơn và muốn sinh con ở Singapore. Vì vậy, chúng tôi phải chuyển đến Singapore một tháng trước khi cô ấy dự sinh. Và tôi có thể dành thời gian tốt nhất để chăm sóc cô ấy trong cả tháng. Chúng tôi mang theo máy lọc không khí Atmosphere Sky, máy lọc nước Eastring, bộ nồi Ice Cook, nồi áp suất. Tôi theo dõi chế độ ăn uống của cô ấy hàng ngày để đảm bảo rằng cô ấy muốn ăn món cá này, không muốn ăn món kia, thì tôi phải chuẩn bị sẵn sàng và bao gồm cả món tráng miệng nữa. Những người bạn của tôi, nếu khi bạn có thật nhiều tiền, hoặc nếu bạn là một tỷ phú, nhưng bạn không có thời gian dành cho người mà bạn yêu thương. Vậy, điều tôi muốn nói ở đây là gì? Tôi thà là 1 triệu phú hạnh phúc còn hơn là 1 tỷ phú bất hạnh. Trở thành 1 triệu phú hạnh phúc là đủ tốt đối với tôi. Và tôi đã ở bên cô ấy suốt cho đến khi cô ấy sinh con. Cô ấy ăn gì, tôi ăn đấy. Với cơ bản, chúng tôi ăn cùng nhau. Cho đến khi cô ấy sinh đôi thành công, mặc dù tôi không thể trải qua nỗi đau mà cô ấy đã trải qua, nhưng điều ít nhất tôi có thể làm là ở bên cạnh cô ấy mà không phải lo lắng về bất cứ điều gì khác. Tiền không mua được niềm hạnh phúc này. Tôi nghĩ có 2 thứ mà dù có tiền cũng không mua được. Bạn cần cả tiền và thời gian. Đây là cặp sinh đôi của chúng tôi, một bé trai và một bé gái. Chị lớn ra trước 1 phút, sau đó là cậu bé em. Và vài ngày sau khi cô ấy sinh con, chúng tôi nhận được cuộc gọi từ Amway chúc mừng chúng tôi về thành tích mới. Chúng tôi đã chinh phục được 2 danh hiệu, Founders Diamond và Executive Diamond. Wow, thật là một năm tuyệt vời đối với chúng tôi phải không? 2 em bé, 2 cấp bậc mới đạt được trong cùng 1 năm. Bạn biết đấy, nếu bạn hạnh phúc, những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Khi bạn tích cực, khi bạn đang nỗ lực hướng tới một mục tiêu, những điều tốt đẹp khác sẽ đến với bạn. Hãy tin tôi. Và sau đó, chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi thuê đủ người giúp việc để giúp vợ tôi và cũng để chúng tôi có thể dành thời gian tốt nhất cho con cái. Chúng tôi dành hầu hết thời gian cho cặp song sinh của mình. Chúng tôi chơi với các con rất vui vẻ, vừa giải tỏa căng thẳng và vừa dành thời gian bên cạnh gia đình. Nhưng hãy nhớ rằng, bạn cần thu nhập để có một cuộc sống tốt và bạn cũng cần thời gian để có một cuộc sống chất lượng. Vì vậy, không có sự giàu có nào trên thế giới này lớn hơn sự bình yên. Sự bình yên là điều mà tiền bạc không thể mua được. Bạn phải có tiền và thời gian để mang lại cho bạn sự bình yên đó. Bây giờ,
Điều tiếp theo tôi muốn cho các bạn xem, tôi không chắc liệu nó có gây được ấn tượng với bất kỳ ai trong số các bạn ở đây hay không. Nếu bạn là một người yêu bóng rổ, có thể bạn sẽ thích thú với điều này. Ai cũng có ước mơ thời thơ ấu. Trong suốt quá trình kinh doanh Amway, tôi cũng thực hiện được ước mơ thời thơ ấu của mình. Tôi là một người rất yêu thích bóng rổ, nhưng tôi rất nghèo vào lúc ngôi sao bóng rổ Michael Jordan đang ở thời kỳ đỉnh cao. Anh ấy là thần tượng của tôi, nhưng khi ấy tôi còn là sinh viên nên không thể đi xem trực tiếp anh ấy thi đấu. Nhưng sau đó, khi tôi lớn lên, cho đến hôm nay, chúng tôi đã là Executive Diamond. Chúng tôi có đủ khả năng chi trả cho một buổi xem trực tiếp LeBron James, thần tượng của chúng tôi. Chúng tôi đến xem trực tiếp và thậm chí chúng tôi đã mua một chỗ ngồi ở khu vực những hàng ghế đầu. Tôi biết nó khá tốn kém, nhưng đó là trải nghiệm cực kỳ xứng đáng. Chúng tôi đã mua ghế ở hàng thứ ba và có được tầm nhìn thực sự tốt. Thật là một trải nghiệm tuyệt vời. Giấc mơ thời thơ ấu được hiện thực hóa thông qua việc tôi kinh doanh vào Amway. Hãy nhìn vào hình bên phải. Đây là lối vào sân bóng rổ. Nếu bạn là một người yêu bóng rổ, bạn sẽ rất thích những khung cảnh này. Tôi rất xin lỗi nếu bạn không phải là một người yêu bóng rổ. Nếu bạn là một người yêu thích bóng rổ, bạn sẽ cảm nhận được rằng năng lượng, âm nhạc, ánh sáng, tất cả như một giấc mơ vậy. Và không chỉ vậy, bạn còn có thể xem thần tượng của mình thi đấu trực tiếp. Bạn có thể tưởng tượng chúng tôi đã ở rất gần với anh ấy bởi vì chúng ta đang ở ngay hàng ghế thứ ba. Vì vậy, hãy cố gắng thành công để có những trải nghiệm tuyệt vời. Ngoài bóng rổ, còn một giấc mơ thời thơ ấu khác mà tôi đã đạt được khi kinh doanh Amway đó là xe hơi. Tôi yêu thích xe hơi. Có bao nhiêu người ở đây là người yêu thích xe hơi? Bắt đầu với Amway, tôi lái một chiếc xe và sau đó khi lên Platinum, rồi Founders Platinum, sau đó là Sapphire, và tiếp theo là Emerald. Vì vậy, chúng tôi liên tục nâng cấp những chiếc xe của mình. Và khi chúng tôi trở thành nhà phân phối đạt danh hiệu Diamond, chúng tôi đã có đủ khả năng mua một chiếc xe hơi khá tốt. Để tôi nói cho bạn biết, bởi vì vợ tôi và tôi sinh ra trong một gia đình rất khiêm tốn. Cả thế hệ trước của gia đình chúng tôi chưa bao giờ sở hữu một chiếc Mercedes hay BMW. Đến chúng tôi là thế hệ đầu tiên trong dòng họ có thể sở hữu một chiếc xe như thế. Công việc kinh doanh này đã thay đổi toàn bộ vận mệnh của thế hệ tôi. Đúng. Vì vậy, dù bạn sinh ra trong một gia đình giàu có hay nghèo khó, điều đó không quan trọng. Quan trọng nhất là bạn có muốn con mình sinh ra trong một gia đình giàu có hay không. Đó là điều quan trọng nhất. Suy nghĩ của chúng ta là công cụ rất mạnh mẽ. Bất cứ điều gì tâm trí chúng ta quan tâm và tin tưởng, chúng ta đều có thể đạt được, bao gồm cả suy nghĩ tiêu cực. Một số người đặt câu hỏi, tại sao những người thành công lại rất tích cực? Họ rất tích cực. Bạn có biết tại sao không? Họ tích cực bởi vì họ biết rằng suy nghĩ rồi sẽ trở thành mọi thứ hiện hữu. Hãy nhìn vào bức ảnh này. Trước khi tôi trở thành Executive Diamond, tôi rất thích chiếc xe này trước khi tôi là EDC. Và một năm sau, tôi nghĩ rằng một năm rưỡi, chúng tôi đã trở thành Executive Diamond. Lần đầu tiên khi nhìn thấy chiếc xe này, tôi đã tự nhủ mình phải có nó. Đúng, tôi phải có nó. Sau khi đạt được EDC, tôi đã thật sự sở hữu chiếc xe này. Vì vậy, suy nghĩ sẽ trở thành sự thật. Hãy suy nghĩ tích cực, đúng đắn. Bất cứ điều gì đều có thể xảy ra. Giống như nhà sáng lập của Disneyland nói, nếu bạn có thể mơ ước, bạn sẽ làm được. Công việc kinh doanh cho tôi hy vọng rằng tất cả những ước mơ của tôi có thể đạt được nếu tôi dám ước mơ. Đây là giấc mơ cuối cùng của tôi. Kế hoạch của tôi là sở hữu một chiếc xe khi tôi tham gia vào hội đồng Founders Council. Đó là kế hoạch của tôi. Khi bạn có ước mơ, bạn có mục tiêu, bạn có mọi động lực để chiến đấu hàng ngày. Vì vậy, hãy có một ước mơ đủ lớn để hành động. Đừng lo lắng nếu bạn không thể đạt được ước mơ của mình khi là Diamond. Bạn có thể đạt được khi là EDC. Nếu bạn không thể đạt được khi là EDC, bạn có thể lên tiếp cấp bậc Double Diamond, Triple Diamond, Ground Ambassador. Tôi chắc chắn rằng có một cấp bậc trong Amway sẽ giúp bạn đạt được mọi ước mơ. Bây giờ, mục tiêu cuộc sống của bạn là gì? Hãy tạo ra những kỷ niệm của riêng bạn. Tôi chỉ cho các bạn thấy một số điều.
Một số bạn có thể cảm thấy ấn tượng hay cảm thấy rằng ước mơ của bạn cũng giống như câu chuyện tôi kể. Có rất nhiều thứ khác mà bạn có thể nhận được từ chính công việc kinh doanh này. Tôi hy vọng một số thành tựu tôi đạt được có thể khiến bạn cảm thấy đồng cảm. Nhưng quan trọng hơn, bạn hãy tạo ra những ký ức của riêng bạn. Tạo thực đơn cuộc sống của riêng bạn. Hãy tìm thấy mục tiêu của riêng mình. Bây giờ tôi sẽ đến phần cuối cùng của bài chia sẻ. Bạn biết đấy, phần cuối cùng của bài chia sẻ này tôi muốn nói về sự chuyển đổi. Tôi chia sẻ với bạn tôi từ một kỹ sư trở thành một người thành công, đúng không? Tôi đã chia sẻ với bạn cách tôi vượt qua những thử thách. Nhưng duy nhất, điều bất biến duy nhất trong cuộc sống là sự thay đổi. Mọi thứ đang thay đổi. Đại dịch đã thay đổi mọi thứ. Hằng số duy nhất trong cuộc sống là sự thay đổi. Thế giới đang thay đổi. Triển vọng của chúng ta đang thay đổi. Khách hàng của chúng ta cũng đang thay đổi. Chúng ta có đang bắt kịp xu hướng không? Chúng ta có đang thay đổi đủ nhanh để bắt kịp xu hướng mới không? COVID đã thay đổi cách chúng ta sống, giao tiếp và kinh doanh. Và trong thời điểm có sự thay đổi mạnh mẽ này, bất kỳ biến động nào, những người làm kinh doanh đổi mới như bạn và tôi, bạn biết đấy, các doanh nhân và doanh nghiệp sáng tạo trên toàn thế giới đã tận dụng cơ hội này để xác định lại các phương thức kinh doanh thông thường. Đó là lý do tại sao bạn thấy trong 2 năm qua, Amway đã đưa sản phẩm mới vào thị trường. Amway đã vận hành các kinh doanh mới trên toàn cầu, phải không? Vì vậy, Amway cũng đã thay đổi đáng kể trong thập kỷ qua. Đặc biệt là trong thời gian 2 năm trở lại đây do dịch bệnh. Ngày nay, thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ và nó càng được thúc đẩy do tác động của đại dịch. Không chỉ kinh doanh ở Amway, ở khắp mọi nơi trên thế giới đều có sự thay đổi đáng kể vì khách hàng của chúng ta đang sử dụng ngày càng nhiều nền tảng trực tuyến. Tôi muốn cho bạn thấy một vài xu hướng đang diễn ra ngay bây giờ. Hãy xem này, vào năm 2014, Facebook đã mua lại Oculus, một kính thực tế ảo. Bạn biết Oculus phải không? Facebook đã mua lại Oculus Google. Và gần đây nhất, bạn có biết chỉ vào năm ngoái, tháng 10 năm 2021, mới năm ngoái thôi, Facebook đã thông báo đổi tên thành Meta. Và bạn có nghĩ rằng đây chỉ là một cái tên, sự đổi tên đơn giản? Nó không phải đâu. Đó là một thế giới ảo hoàn toàn mới sẽ ra đời. Đúng. Là một thế giới ảo hoàn toàn mới được gọi là Metaverse. Cách chúng ta sống cuộc sống bình thường trong thế giới thực tế này sẽ thay đổi đáng kể trong tương lai gần. Hãy nhớ rằng chúng ta thường có những cuộc gặp gỡ trực tiếp như thế này. Vì đại dịch, chúng ta phải làm gì? Chúng tôi chuyển sang cuộc họp trực tuyến qua Zoom. Và bạn sẽ không ngạc nhiên rằng trong tương lai gần, tất cả chúng ta sẽ gặp nhau trong thế giới ảo. Bạn biết đấy, tất cả chúng ta sẽ tương tác trong thế giới ảo. Và trong thế giới thực tế, mua bất động sản là một việc lớn, đúng không? Mua tài sản là một việc lớn. Rất nhanh thôi, mọi người sẽ mua bất động sản ở đâu? Trong thế giới ảo và trên thế giới trực tuyến, hầu hết những nhà đầu tư sẽ tận dụng nền tảng thực tế ảo. Mọi người đầu tư cổ phiếu, họ mua cổ phiếu trên nền tảng trực tuyến. Sẽ rất sớm thôi, bạn biết trên thực tế, điều đó sẽ xảy ra. Mọi người mua crypto, mọi người đầu tư crypto, nhiều tài phiệt và người nổi tiếng đã và đang đầu tư vào thế giới ảo. Đúng vậy, trên thế giới trực tuyến. Bức tranh nổi tiếng nàng Mona Lisa trị giá hàng triệu đô la, phải không? Vậy bạn có biết đến NFT không? Ngày nay, bạn có thể tận dụng các nền tảng công nghệ thương mại mạng xã hội để có thể thực hiện các phương thức mua bán trực tuyến. Tất cả đều diễn ra trên thế giới trực tuyến. Chúng ta từng mua sắm trong các trung tâm thương mại, đúng không? Trung tâm thương mại rất nhanh thôi sẽ có sự chuyển đổi. Tất cả chúng ta có thể mua sắm trong thế giới trực tuyến, trong thế giới ảo. Tại sao tôi chỉ cho bạn tất cả những thứ này? Tôi muốn nói với bạn rằng thế giới đã thay đổi. Chúng ta phải thay đổi. Thế giới đã thay đổi nhanh đến mức chúng ta phải bắt kịp các thương hiệu lớn. Hãy nhìn vào các thương hiệu thời trang LV, Louis Vuitton, Burberry, Gucci. Tất cả đều đang chuyển vào thế giới ảo. Bạn thậm chí có thể đến tất cả các khu vườn của Gucci trong một thế giới ảo. Tôi có một câu hỏi dành cho tất cả các nhà phân phối Amway. Bạn có áp dụng mô hình kinh doanh Amway trực tuyến không? Tôi nghĩ tốt hơn hết là bạn nên áp dụng mô hình này. Amway ngày nay đang dịch chuyển sang nền tảng thương mại mạng xã hội. Vì vậy, chúng ta cần phải áp dụng mô hình kinh doanh trực tuyến vào hoạt động kinh doanh của mình. We need to have an online business model, right?
Thật sự trước khi đại dịch xảy ra, chúng tôi đã tiến hành các buổi họp trực tuyến trong hoạt động kinh doanh Amway. Tôi gặp gỡ mọi người trong chính nhà mình. Tôi còn đến nhà của tuyến dưới. Chúng tôi tổ chức các buổi họp trực tuyến. Khi nhóm của chúng tôi phát triển rất lớn trên nhiều thành phố và quốc gia, tôi cảm thấy cần phải nhân rộng giá trị hơn cho tất cả mọi người. Trước đại dịch, thậm chí trước khi Zoom phổ biến, tôi đã bắt đầu cuộc họp kết hợp của mình bằng Skype. Tức là vừa online vừa offline luôn. Những người ở cùng thành phố nơi tôi sống sẽ tham gia cuộc họp tại nhà tôi, trong khi các nhà phân phối khác sống ở nơi khác sẽ tham gia họp trực tuyến. Cả nhóm online, offline đều phát triển đến mức mà tôi có hơn 50 người tham gia buổi offline. Hàng xóm của tôi nghĩ rằng tôi đang họp nhóm nhà thờ hàng tuần, bởi vì chúng tôi không có những thách thức về địa lý, không còn ranh giới nào nữa. Đây là cuộc gặp mặt kết hợp offline và online. Có rất nhiều người đến nhà của tôi, có đến 50 người, thậm chí nhiều hơn mỗi tuần. Thật sự rất nhiều người. Vì trong đại dịch, chúng tôi đã tăng tốc và đẩy mọi thứ lên trực tuyến. Sau đại dịch, chúng tôi có nhiều cuộc họp với nhiều nhóm tập trung, cả trực tiếp và trực tuyến, online và offline. Tôi có một cuộc họp mà chúng tôi gọi đó là cuộc họp thân mật. Đó là buổi họp để tôi gặp gỡ các silver producer của mình, để giúp họ đặt mục tiêu, đặc biệt là trong năm mới. Chúng tôi ngồi lại với nhau để đặt mục tiêu. Vợ tôi có thể thoải mái tham gia lớp học làm đẹp của cô ấy. Như bạn có thể thấy từ bức ảnh bên trái của mình, chúng tôi thậm chí còn có lớp phong cách sống dành cho những khách hàng của mình. Những khách hàng đặc biệt, chúng tôi không thể nhìn thấy họ, không thể phục vụ họ, không thể chăm sóc họ trực tiếp, nên chúng tôi phải mang họ đến gần chúng tôi trên nền tảng trực tuyến. Sau những trải nghiệm như thế này, khách hàng của chúng tôi thực sự thích thú với hướng đi này. Không nhất thiết cứ phải trực tiếp. Việc minh họa sản phẩm thì sao? Trước đại dịch, tất cả chúng ta gặp nhau minh họa sản phẩm trực tiếp. Khi đại dịch tấn công chúng tôi vào năm 2020, chúng tôi không mất nhiều thời gian và rất ít khó khăn khi chuyển sang minh họa sản phẩm trực tuyến. Trước đại dịch, chúng tôi đã có thể giải thích và minh họa sản phẩm cho bạn bè của chúng tôi một cách trực tiếp. Sau đó, dần dần chúng tôi cũng chuyển sang demo trực tuyến. Cản trở lớn nhất đối với thành công của chúng ta chính là tự giới hạn niềm tin của bản thân. Chúng ta luôn nghĩ rằng chúng ta không thể làm được trực tuyến tốt hơn trực tiếp, nhưng điều đó không đúng. Tôi đã chỉ cho bạn thấy rất nhiều thứ đã dần chuyển mình lên các kênh trực tuyến. Bạn phải có một nền tảng trực tuyến và trực tiếp tốt. Đây là hai công cụ mạnh mẽ sẽ giúp bạn đi rất xa và vững chắc. Mọi người đều có thể nấu ăn mà phải không? Những gì từng được xem là chỉ có thể nấu ăn trực tiếp, nhưng bây giờ được chuyển sang nấu trực tuyến. Và đây là các nhóm của tôi. Rất nhiều người có thể theo dõi họ. Tôi có thể nói chuyện với rất nhiều người. Có thể có đến rất nhiều cuộc hẹn trong một ngày. Một trong những xu hướng lớn trong tương lai là ngành y tế và sức khỏe, chăm sóc sức khỏe chủ động. Chúng ta có một thương hiệu tuyệt vời là Nutrilite và tập đoàn Amway. Chúng ta cần xây dựng cộng đồng những người quan tâm nhiều đến sức khỏe. Hãy xem đoạn video được chụp với ngài Sam Rainbow tại A60. Khi đó ông ấy đã 83 tuổi và ông ấy có thể thực hiện bài tập chạy bộ. Hầu hết mọi lãnh đạo Diamond đều muốn chụp ảnh với ông ấy. Ông rất khỏe mạnh. Ông ấy đã sử dụng nhiều Nutrilite nhất so với bất kỳ ai trong chúng tôi. Trước đây tôi đã không chú ý nhiều đến sức khỏe của bản thân. Năm 2017, sức khỏe của tôi bắt đầu xuống dốc. Tôi rất béo. Bạn không thể nhìn thấy cổ của tôi vào thời điểm ấy đâu. Tôi đã phải khổ sở với hệ lụy của chứng béo phì. Vào tháng 7, tôi đã gặp lãnh đạo Amway đến từ Thái Lan. Anh ấy đã cho tôi thấy cá nhân anh ấy đã biến đổi từ lối sống không lành mạnh sang khỏe mạnh như thế nào, và tôi đã được truyền cảm hứng. Tôi bắt đầu chương trình này vì tôi gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe bản thân. Trước tiên, tôi phải tự thay đổi bản thân trước khi có thể dẫn dắt đội nhóm của mình vượt qua chặng đường phía trước. Tôi bắt đầu chương trình Body Key vào tháng 9 năm 2017. Năm tháng sau, tôi đã giảm được 15,7 kg. Giảm 11% lượng mỡ trong cơ thể. Chỉ số mỡ nội tạng chỉ còn 4,5. Và cho đến nay, không hề tăng cân trở lại.
Tôi không bao giờ vượt qua 70kg. Chúng ta có sản phẩm tốt là Body Key. Amazing product. Okay, that's why I tell you, my friend, we have good product in Body Key. Right? Chúng tôi có tập đoàn Amway. Và trong tương lai, mọi người đều muốn hướng đến sức khỏe bên trong và đẹp bên ngoài. Và Nutrilite thực sự là một xu thế. Đội nhóm của tôi giỏi hơn tôi rất nhiều trong việc tác động đến những người xung quanh để giúp họ trở nên khỏe mạnh hơn. Bất chấp đại dịch, chúng tôi vẫn có thể gặp gỡ trực tuyến để cùng nhau tập thể dục hàng tuần. Trực tuyến là một nền tảng mạnh mẽ nhưng bạn phải sử dụng nó theo lợi thế của mình. Một trong những điều tôi muốn chia sẻ với các bạn cũng là điều mà tôi đã làm. Tôi cảm thấy rất tự tin trong thời gian xảy ra đại dịch. Chúng tôi tìm kiếm các khách hàng tiềm năng, những người có cùng mối quan tâm với chúng tôi. Vì vậy, trong tháng 11 này, khi lệnh giãn cách không còn hoạt động, chúng ta có thể bắt đầu gặp gỡ mọi người. Tôi thực sự gặp gỡ một số người mới mà tôi đã gặp trực tuyến trước đó và mời họ chơi bóng rổ. Đó cũng là cách tôi tạo dựng cộng đồng trực tuyến thành một cộng đồng trực tiếp và một số cộng đồng từ trực tiếp lên trực tuyến. Bạn có thể kết hợp linh hoạt hai phương thức này và phải biết ưu điểm của cả hai hình thức này. Đây là một trong những nhà phân phối của tôi. Anh ấy là một lãnh đạo Sapphire. Bây giờ, chúng tôi còn gia tăng kết nối với những người bạn mới trên sân bóng rổ. Bất cứ ai đến thăm sân bóng rổ, chúng tôi sẽ cho họ thấy phong cách sống của chúng tôi. Chúng tôi cho họ thấy những ước mơ mà chúng tôi đang thực hiện. Và sau đó, nếu họ quan tâm, chúng tôi sẽ cho họ xem kế hoạch. Chúng tôi chia sẻ cơ hội cho họ. One is a founder's platinum, one is a founder's emerald. All through basketball, right? And then look at this photo. Nhìn vào tấm hình này, silver producer, lãnh đạo platinum, lãnh đạo sapphire, tất cả những nhà lãnh đạo này đều thông qua bóng rổ để kết nối chúng tôi với nhau. Và sau đó nhìn vào bức ảnh này một lần nữa, chúng tôi có thêm một nhà phân phối mới. Có câu nói này, tôi muốn chia sẻ với các bạn. Kết hợp linh hoạt cuộc sống của bạn với mọi thứ, nó phải được kết hợp vào nhau như vậy. Bây giờ tôi sắp phải kết thúc bài chia sẻ của mình. Tôi chỉ muốn kể cho bạn câu chuyện cuối cùng này. Có nhớ tôi đã nói với bạn về chuyến đi đến Auckland là một trong những nơi đáng nhớ của tôi không? Có nhớ tôi đã nói với bạn rằng có một thử thách mà tôi muốn dành cho đến cuối cùng để nói với bạn không? Tôi chia sẻ với các bạn vì tôi không thích Auckland. Tôi tin rằng vợ tôi cũng không thích nó. Lý do chúng tôi không thích nó không phải vì nó không vui, mà chúng tôi rất lo lắng về mục tiêu Diamond của mình. Chúng tôi đã có động lực rất tốt. Năm 2013, chúng tôi đã trở thành lãnh đạo Sapphire. Năm 2014, chúng tôi trở thành Founder Sapphire và Emerald. Chúng tôi rất muốn chinh phục mục tiêu Diamond vào năm 2015. Chúng tôi rất quyết tâm rằng đây là năm mà chúng tôi cố gắng hoàn thành mục tiêu Diamond. Vì vậy, chúng tôi đã bảo vệ tất cả hệ thống của mình trong năm 2015. Nhưng vào tháng 7 năm 2014, nhánh thứ 6 của chúng tôi nói rằng cô ấy không có khả năng đạt được Platinum. Cô ấy nói xin lỗi vì cô ấy không thể đạt được mục tiêu Platinum. Bạn thấy đấy, chúng tôi có thể đã rất dễ dàng để từ bỏ, nhưng chúng tôi đã không bỏ cuộc. Chúng tôi đã rất quyết tâm để đạt được mục tiêu Diamond. Chúng tôi thậm chí đã hứa với lãnh đạo tuyến trên rằng chúng tôi sẽ là một trong những lãnh đạo Diamond của đội nhóm trong năm đó. Và chỉ có một thứ mà chúng ta có thể dựa vào, đó chính là niềm tin. Chúng tôi tiếp tục mục tiêu Diamond chỉ với 5 nhánh. Do đó, chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm nhánh thứ 6. Chúng tôi đã nhận được may mắn khi chúng tôi tìm thấy nhánh thứ 6 vào tháng 12. Sau khi chúng tôi trở về từ Auckland, nhánh thứ 6 của chúng tôi đã xuất hiện. Và để rút ngắn một câu chuyện dài, vào tháng 1 năm 2015, Amway Malaysia đã thực sự hỗ trợ công việc kinh doanh của chúng tôi và nhánh thứ 6 của chúng tôi đã đạt 21%. Với sự quyết tâm và làm việc chăm chỉ, chúng tôi đã trở thành Diamond vào tháng 8 năm 2015. Cùng năm đó, có một vài người bạn của tôi, những người bạn Amway cũng đang lên mục tiêu Diamond, nhưng họ đã không đủ tiêu chuẩn Diamond. Cuối cùng, chúng tôi đã đạt được mục tiêu Diamond vì chúng tôi đã rất quyết tâm. Chúng tôi đã giữ đúng lời hứa của mình, bởi vì chúng tôi là những người giữ lời hứa.
Vì vậy, người ta nói nhìn thấy là tin. Nhưng điều này không đúng ở Amway. Ở Amway trước tiên bạn phải tin, rồi bạn sẽ thấy. Bạn không nên đặt mục tiêu Diamond sau khi tìm thấy tất cả nhánh Platinum. Trước tiên, bạn đặt mục tiêu Diamond, sau đó bạn lên kế hoạch thực hiện mục tiêu đó. Khi đó, mục tiêu của bạn sẽ thành hiện thực và bạn sẽ tìm thấy nhánh thứ 6 của mình. Tôi có câu nói dành cho bạn. Khi người lãnh đạo đã sẵn sàng, đội nhóm sẽ xuất hiện. Tôi hy vọng nó sẽ truyền tải đúng khi được dịch sang tiếng Việt. Vì thông điệp này thực sự rất quan trọng và tôi muốn các bạn phải ghi nhớ nó. Đối với tất cả các bạn, những người muốn chinh phục mục tiêu Diamond, hãy nhìn vào câu chuyện của tôi. Và cuối cùng, đây là thông điệp của tôi dành cho những người mới. Nếu bạn là người mới trong Amway, nếu bạn lần đầu tiên lắng nghe những chia sẻ của tôi, thì đây là lời khuyên cuối cùng của tôi dành cho bạn. Tôi muốn chia sẻ với tất cả những người mới ở đây về hai suy nghĩ mà tuyến trên trực tiếp đã chia sẻ cho tôi khi tôi đăng ký làm nhà phân phối Amway. Câu hỏi đầu tiên anh ấy hỏi tôi, bạn muốn ở đâu trong 5 năm tới? Anh ấy hỏi tôi câu hỏi này. Tôi nhìn anh ấy và tôi nói câu hỏi thật buồn cười. Tôi không biết, tôi đã nói rằng tôi sẽ không bao giờ biết mình sẽ ở đâu trong 5 năm tới. Sau đó, anh ấy nói, cuộc sống mà bạn đang sống hiện tại là kết quả của những quyết định bạn đã đưa ra cách đây 5 năm. Nếu bạn không hài lòng với cuộc sống của mình ngày hôm nay, nhưng bạn không thay đổi, 5 năm sau, cuộc sống của chúng ta vẫn vậy, hoặc thậm chí tệ hơn. Bạn có đồng ý không? Có lý phải không? Tôi nói, vâng, có lý. Sau đó, anh ta hỏi tiếp câu thứ hai. Bạn có thể dự đoán mình sẽ ở đâu trong 5 năm tới? Anh ấy thực sự đã nói điều đó với tôi. Anh bảo, hãy đến công ty mà bạn làm việc hoặc ngành mà bạn đang làm, tìm người có cùng trình độ với bạn, cùng lý lịch với bạn, cùng tâm cỡ bạn, cùng khả năng với bạn. Điểm khác biệt duy nhất là người đó gia nhập công ty này sớm hơn bạn 5 năm. Người đó đang ở đâu hôm nay là nơi bạn sẽ ở trong 5 năm tới. Anh ấy nói có lý không? Sau đó, anh ấy nói nếu bạn nhìn vào người này và cảm thấy hào hứng với cuộc sống của mình, đừng thay đổi. Nhưng nếu bạn nhìn vào người này và bạn bắt đầu lo lắng về cuộc sống của mình, thì đã đến lúc bạn phải thay đổi. Vì vậy, tôi muốn chia sẻ với bạn về cách suy nghĩ này, bởi vì đây là suy nghĩ giúp tôi tìm ra lý do tại sao cần phải thay đổi ngay bây giờ. Nếu bạn hạnh phúc khi gặp lại người đi trước mình 5 năm, bạn không cần phải thay đổi và có lẽ Amway không dành cho bạn. Nhưng nếu bạn nhìn người đó và bạn bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình, bạn của tôi, bạn đã đến đúng nơi, đưa ra quyết định tối nay, hãy thực hiện công việc kinh doanh. Đó là cách tôi quyết định thử kinh doanh cùng Amway. Bạn biết đấy, thành công thường rất đơn giản nhưng thất bại cũng rất phức tạp. Vài năm trước, khi tôi là Diamond, một lãnh đạo của Amway đã đến đất nước tôi và gọi điện cho tôi. Một lãnh đạo Amway từ Thái Lan đã đến đất nước tôi và nói với tôi rằng tôi sẽ là Diamond đầu tiên trong số những người anh ấy gặp ở con phố này. Chúng tôi thực sự trở thành Diamond đầu tiên trong số những người anh ấy gặp. Dù tôi không thể trực tiếp nhìn thấy các bạn, nhưng tôi tin rằng nhiều người trong số các bạn ở đây, các bạn đều muốn trở thành Diamond. Vậy tôi tin rằng nhiều người trong số các bạn ở đây, bạn hoàn toàn có thể trở thành Diamond. Tôi tin rằng bạn sẽ là những nhà phân phối lãnh đạo Diamond trong tương lai khi bạn trở thành nhà lãnh đạo Diamond. Và hãy chia sẻ với tôi tại A70. Hãy chạm vào vai tôi, chụp ảnh với tôi và nói với tôi rằng bạn đã nghe bài phát biểu này tối nay, bạn đã đưa ra quyết định và sau đó bùng nổ tại A70. Go Diamond nhé mọi người! Cảm ơn vì đã có cơ hội được nói chuyện với tất cả các bạn tối nay. Tôi thật sự rất thích thời gian nói chuyện với các bạn. Chúc mừng năm mới tất cả các bạn và hãy tiến lên mục tiêu Diamond. Hẹn bạn ở A70. Tạm biệt!